em AB125 Việt Nam 24 mới làm nồi anh em. Quá ghê không luôn. Rồi thử đi. Ok trời. Quá nhẹ luôn. Nhà trời mưa xe nồi nhiều quá. Xe này chỉ làm nồi nha anh em. Phải làm mới xong hai chiếc Mario ở Tiền Giang rồi. Giờ mới nhận thêm mấy xe nữa. Này đồng quá. Nguyên cục máy N4 nè. Nguyên cục máy E50. Đó, Winner nè.